boasting natural beauty and ethnic diversity. Ladies donning the elegant aljai and bikers roaming the streets are at the heart of this vibrant Southeast Asian nation, Vietnam. Bells and bows of Vietnam are set to stamp it out for a chance of a lifetime. To become a face of Vietnam and via for the title of Asia New Star Model 2014. Blessed with a ravishing coastline, Ho Cham is a tourist hotspot. It's also the host of the 2013 Face of Vietnam pageant. Contestants themselves are in awe. After a short meet and greet, it's down to business. With help from staff, the contestants close and routines are sorted out. Finally, a dress rehearsal gets underway. The Face of Vietnam competition has been attracting a bigger and stronger pool of talents each year. So, making it this far is a feat in itself. Em rất vinh dự khi được tham dự vào chương trình này. Khi mà nhận được cái thông tin là mình được vào vòng này á, thì em rất là vui. Đi tranh tài với các bạn người mẫu của khắp châu Á tại vì. For each contestant, the Face of Vietnam modeling competition is a means to a different end. Đối với em thì ý nghĩa cuộc thi này đối với bản thân em là em muốn được học hỏi tất cả các anh chị và thứ hai nữa là được rèn luyện cái sự tự tin trước tất cả mọi người. Em muốn là mình sẽ cố gắng hơn nữa để tham gia các cuộc thi và mang về cho mình rất là. Thì người mẫu Việt Nam thì chiều cao cũng không có được cao lắm, với lại ngoại ngữ thì cũng không có tốt, cho nên là nhân nghĩ là mình thỏa đủ những yếu tố đó, mình có tố chất để có thể trở thành một trong sáu người đi Hàn Quốc. But first, they must clear this stage, preferably without mishaps like this. The contestants must avoid making even the slightest mistakes on stage. Because it could cost them a life changing ticket to South Korea. Everyone here has put in their share of sweat and tears for this competition. But only a handful will walk off this runway smiling. Cái điều quan trọng nhất là mình phải luôn nhiệt huyết với công việc và thật sự phải có tâm với nghề của mình. Vì thế thì mình càng ngày càng nổi tiếng và có một cái vị trí đứng ở mình khi lên trong cái showbiz. Và em hy vọng mình sẽ may mắn trong lần thi lần này. The 2013 Vietnam Motor Show is in full gear. In the spotlight are the world's latest designs and their models. Among them, Mirai. Mirai is a part-time motor show model and a contestant in this year's Face of Vietnam. Hàng ngày thì tụi em đều phải luyện tập rất là nhiều. Khoảng mấy giờ? Tụi em luyện tập khoảng 12 tiếng đồng hồ cho phần cấp quốc và tạo dáng cơ mặt cũng như là ánh mắt và cơ miệng. From walking to posing, she practices her modeling skills whenever possible. Late at night, Mira heads home on the outskirts of Ho Chi Minh City. Mirai recently left home
and moved into this apartment with a friend. Her evening ritual involves surfing the internet for fashion news and trends. Theo em nghĩ thì tất cả thí sinh đều rất tài năng và xinh đẹp, nên em nghĩ là ai cũng có cơ hội để chiến thắng. Nhưng em tin với cái sự nỗ lực và tự tin bản thân thì em sẽ được kết quả tốt trong ngày mai. Mira sees the face of Vietnam contest as her stepping stone to success in modeling. So, a lot is at stake. Mira is an ardent fan of Korean pop culture. She wanted to show our crew something. Không biết cái tờ đó ở đâu. Nhận quốc này. Bản tin Cabis. Đây là XNXD với lại Sunny CD. It was her favorite idols. My idol. Hơi nhỏ thôi, còn nhỏ thích lắm. Dễ dàng rồi. In Vietnam, wannabe models must train themselves because there aren't any modeling schools. Mira got lucky. She got introduced to a former professional model. Em rất là mắng khi mà được siêu mẫu Bảo Hoàng Yến, rất nổi tiếng tại Việt Nam, chỉ dạy cho em trong thời gian qua và em đã tiến bộ rất là nhiều. Having paid her dues, she's now praying for some good fortune. Among many things, Vietnam is known for its swarms of bikers. And beautiful women wearing áo dài. Dating from the 18th century, Vietnam's national costume áo dài is famous for its elegance and feminine beauty. But due to changing times and tastes, the áo dài has given way to modern fashion. In particular, Korean fashion is all the rage across Vietnam, thanks to the popularity of Korean TV dramas. Lý do mà để cho khán giả truyền hình Việt Nam á yêu thích phim Hàn Quốc là vì thứ nhất là nội dung sâu sắc, gần gũi. Người Việt á ngoài xem phim họ còn theo dõi về trang phục, về thời trang để cập nhật. Có thể là ở Việt Nam là có những cái thu đông, người ta sẽ học theo. Korean dramas take up nearly 50% of foreign series aired in Vietnam. What's more, they're on during prime time. Em của em á, là giới nhỏ hơn em, tầm là 1-2 tuổi thì nó thích những cái phong cách style, như là style ăn mặc nè, rồi món ăn cũng như là nó bị ảnh hưởng nhiều qua xem phim Hàn Quốc nhiều hơn là của tụi em, tại vì tụi em đã tới lớn hơn rồi. In downtown Ho Chi Minh City, this department store is a favorite among young fashionistas, including the Face of Vietnam contestants. Many come to try out new products and work on their poses and expressions. Đặc biệt là những người mẫu như tụi em thì thể hiện sự đẳng cấp rất là quan trọng. Và những sản phẩm đó hướng đến một cái đẳng cấp mới. Đó là lý do tụi em phải chọn những sản phẩm trong đây. Young Vietnamese are also getting a makeover in makeup. Còn kiểu về cái lối makeup thì thường thì em thấy mọi người chạy như makeup đơn giản và tươi thôi, xinh tươi thôi, còn không có makeup đúng rồi. Nhưng mà bình thường em thấy bây giờ là tông màu dạng như là màu dạ quang ở đây thịnh hành, tụi em cũng thích. Đa số là xu hướng trang điểm hiện tại là làm cho da mặt mình thật là căng bóng và tự nhiên theo xu hướng của Hàn Quốc. Korean cosmetics are popular thanks to Korean star power.
Theo cá nhân em thì em nghĩ sản phẩm Hàn Quốc rất là tốt và được giới trẻ rất là tin dùng. Không chỉ bản thân em mà bạn bè em cũng rất là thích các sản phẩm Hàn Quốc. Và em nghĩ thì nó có tác dụng tốt thực sự. Và nó làm cho mình trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn khi mà nhìn sản phẩm của Hàn Quốc ạ. Dạ thì em thấy là Hàn Quốc là thường là mở đầu cho các xu hướng thời trang phong cách mà Việt Nam mà bị ảnh hưởng cũng khá nhiều, và không phải là vì theo xu hướng ảnh hưởng chung mà em thích, mà là vì là căn bản của em là em nhìn thấy là em thích, tại vì mỗi như là mỗi phong cách hoặc là mỗi style của các bạn bên Hàn Quốc đều bật lên cho mình một phong cách riêng và không hòa lẫn với ai cả. In this day and age, makeup knows no gender. Ít lắm gì nhẹ, ít được nhẹ thôi. Hoa hồng, còn này là sử dụng như ổng. In Vietnam, the cosmetics market is still relatively young, with the public at large only recently jumping on the beauty bandwagon. And so, the role of models in promoting makeup products is all the more important. On the fashion front, denim is hot. Especially popular with young consumers are chicken edgy designs. For models in training, visits to shopping malls are like field trips designed to hone their fashion sense. It's a fun follow-up to watching and reading about fashion. Em nghĩ là cuộc thi lần này á, là mình thi bên Hàn Quốc, là những gương mặt trẻ của Hàn Quốc, thì em nghĩ là em có cái tố chất trẻ trung và an editorial shoot is set to start. The star here, Vietnam's top model and actress, Phô Ngọc Trinh. Ngọc Trinh is a former Miss Vietnam, turned model, turned TV personality. Last year, Ngọc Trinh was invited to participate in the Asia New Star Model Contest in Seoul, Korea. The contest further boosted her already successful career. Thật sự thì Trinh rất là ấn tượng với chương trình liên hoan người mẫu châu Á được tổ chức tại Hàn Quốc. Thì sau cái chương trình đó thì Trinh được có nhiều cơ hội và được có những cái hợp đồng đến với mình nhiều hơn và được người dân Hàn Quốc biết đến mình nhiều hơn nữa. Ngọc Trinh is a chameleon who looks stunning in everything. That makes her popular with the shooting crew. Trinh đứng da trắng còn đẹp hơn. Theo mình là Trinh là một người mẫu, tức là hợp được với các cái dạng đồ, tức là không phải là quá cao, có ốm, nhưng mà theo cái người của người Việt Nam thì là Trinh mặc đồ rất là chuẩn. Thì Trinh mặc vào người bình thường cũng có thể mặc được. Ví dụ như tại vì given her background in modeling, Ngọc Trinh is an inspiration for aspiring models. Theo em nghĩ á, nếu mà thật là một người, tất cả những người phụ nữ hay là bất kỳ một người nam cũng nào mà đều mà muốn trở thành một người mẫu, thì ai cũng muốn là có một cái vị trí đứng trong cái showbiz, đều là có rất nhiều người biết tới. On the heels of the shoot, Ngọc Trinh swings by a clothing store, which she owns. Her keen sense of style and a clothing business seem like a natural fit.
to tap into young Vietnamese consumers' love of Korean fashion, Nocturne decided to launch a Korean clothing line. Theo Trinh nhận thấy đó, thì sau nhiều lần sang Hàn Quốc rồi về Việt Nam đó, thì Trinh thấy là cái giới trẻ ở Việt Nam thì đang thịnh cái xu hướng của Hàn Quốc rất là nhiều. Cái thị trường thời trang của Hàn Quốc ảnh hưởng tới giới trẻ Việt Nam rất là nhiều. Cái mức tiến bộ rất là tốt. Thì sau khi trở về Việt Nam thì Trinh suy nghĩ trong đầu là mình chắc chắn mình sẽ đem một cái mình sẽ đặt một cái nguồn hàng nào ở đó ở bên. As a fashion and now business pro, Nocturne is taking on a new challenge. This time, it involves Korean cosmetics. Fan Facebook của Trinh thì hay hỏi Trinh về cái cách trang điểm như thế nào. Thì Trinh thì Trinh thấy cái cách trang điểm bên Hàn Quốc nó rất là hay và nó tạo được cái nét kẻ trung trên khuôn mặt mà nó không bị quá già dặn. Nên là Trinh thấy là nên Trinh nghĩ tới quyết định là sang Hàn Quốc để mà tìm một cái thương hiệu mỹ phẩm nào đó và đặt về làm thương hiệu riêng của mình tại Việt Nam. The morning of the face of Vietnam competition has finally arrived. The contestants seem excited as they trickle into a Ho Tram resort, their battleground. Thirty-two have made it through the final round. And in a few hours, a handful will see their lives change forever. Cho nên là và biết được đây là một chương trình rất là hoành tráng. Không biết gì về chương trình này, em cảm thấy rất là tuyệt vời. Vẫn có nhiều người hơn em về mọi mặt nhưng mà em vẫn rất là tin. Em cảm thấy em đang rất là hào hứng bởi vì tối nay thi rồi mà bây giờ mọi người vẫn đang Em nghĩ đó là một cơ hội tốt để mình có thể vươn cao cái kỹ năng rèn luyện của mình và có thể một bước nhảy vọt cho sự nghiệp của mình. For impartiality, judges come from Vietnam and Korea and from all walks of life. 한국 사람이 전체적으로 제일 예쁘다고 생각하지만 베트남은 그 하체가 굉장히 길고 아주 아름다운 몸매를 가지고 있는 이런 좀 우리가 한국 사람이 못 가지고 있는 그런 아름다운 체형을 가지고 있다고 생각합니다. With just hours to go, the dressing rooms are abuzz with excitement. The contestants transform themselves into modeling divas in the making and shine on stage. This year, the Vietnamese model hopefuls will get to compete in beautiful dresses courtesy of the renowned Korean designer Baek Ji-hye. Smiles are all around as the contestants psyche themselves up. Em nhận thấy bản thân mình trước hết là sự tự tin. Và một người mẫu thì không chỉ cái sự tự tin không mà còn cái sự năng động nữa. Thì sẽ cố gắng phát huy hết tất cả những cái ưu điểm đó của mình trước ban giám khảo. Cái đầu tiên của em là một sự cá tính. Em nghĩ rằng với người mẫu thì phải có sự cá tính, phải có một phong thái và sự dứt khoát trong những bước đi. Và trong những cái bước đi đó thì là em cũng sẽ bộc lộ hết những cái cá tính của em. The contest has attracted a large turnout. With a special appearance by a Korean pop group, the 2013 Face of Vietnam contest got underway. First up, denim competition. Looking great in jeans is hard, especially those that are figure-hugging. As models, they must sport a range of denim look, from sexy to zippy. Plus,
They must show their individual beauties. High-end, 고가의 품질이 뛰어난 제품을 감수성이 아주 높은 베트남 모델들한테 입힌 목적이 핏이 잘 맞습니다. 여기 베트남 모델들이 허리와 힙과 허벅지와 그다음에 랭스 다리 길이와 이런 것이 쫙 맞아 들어가는 게 사실은 프랑스계 몸매를 타고난 이 베트남 모델들이 우리 핏을 가장 잘 소화합니다. Their upper cool and casual style is picture perfect. Next up, an absolute must in Vietnam, the Áo Trai competition. The contestants graced a catwalk with exquisite variations of Vietnam's national costume. In all colors and cuts, each dress is embellished with touches of today's fashion. And the finale, the evening gown competition. Initially, nearly 1,000 aspiring models applied for the 2013 Face of Vietnam contest. 32 underwent 3 months of grueling preparations to get to this final stage. And now, the burden is on the judges. At last, the winners. Six, including Mire, are tapped to compete in the Asia New Star Contest in Seoul. Thì các bạn sẽ thành công. Còn nếu như được đào tạo bài bản như ở các nước phát triển khác thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Chính vì lý do đó, đó cũng là cái việc cản trở của người mẫu Việt Nam trên đà phát triển hòa nhập với làm người mẫu thế giới. Tôi cũng rất tiếc điều này và tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới Việt Nam sẽ cải thiện được điều này. Trước tiên thì em sẽ trau dồi khả năng tiếng Anh cũng như là học thêm một số câu tiếng Hàn để qua đó em có thể giao tiếp tốt hơn. Và thứ hai là em sẽ tập lại khả năng cất quốc cũng như là khả năng bị giảm trước ống kính để có một phần thi sắp tới Hàn Quốc được thành công tốt đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào tháng 1 năm sau tại Hàn Quốc. A big day, a big finish. After much anticipation and anguish, Vietnam has chosen its faces for the Grand Asia Finale. For the chosen, this is the career break they had been waiting for, putting them a step closer to stardom.